Hạnh Đầu Đà có 13 hạnh nhé. Hạnh thứ nhất đó là mặc y phấn tạp, là cái hạnh là mặc những cái y, những cái y mà lấy những cái mảnh vải vụn, những cái mảnh vải vụn mà một cái người mà thực hành cái hạnh đấy, tức là đi nhặt những cái mảnh vải vụn quăng bỏ ở bên ngoài ở các cái bãi rác, bãi tha ma ở bên đường, về may vá lại thành cái y để mặc. Những người thực hành cái hạnh này gọi là hạnh mặc y phấn tạp. Tất cả những cái phương pháp tu tập Đầu Đà của hạnh đều vì cái mục đích đó là thiểu dục chi túc, ít tham muốn và biết đủ. Thì cái chúng sinh ở trên thế gian này là có cái tâm tham rất là lớn, và cái tâm tham đấy nó sẽ làm chướng ngại, nó sẽ cái tâm tham ấy nó giống như là một cái chiền cái, cái dây trói buộc, cái sợi dây đấy nó trói buộc chúng sinh ở trong cái vòng luân hồi sinh tử này. Cho nên rằng là những cái người tu tập vì cái mục đích đó là muốn dứt trừ được cái vòng khổ đau sinh tử, muốn dứt trừ được cái vòng khổ đau sinh tử thì cần phải tắt được cái tâm tham, tham muốn dính mắc đối với đấy, những cái vật chất ở bên ngoài. Và cái việc thực hành những cái hạnh Đầu Đà khổ hạnh này, nó là một cái sự chế ngự với cái tâm tham ở cái mức độ tốt nhất, nên là cái người đấy sẽ sống chi túc đối với tất cả những cái vật dụng, những cái mà mình cần sử dụng cho cái đời sống hàng ngày, như là cái y phục để mặc, như là cái thức ăn, như là cái chỗ ở, ăn mặc ở và cái sự ngủ nghỉ. Vậy thì cái 13 cái pháp Đầu Đà khổ hạnh nó chỉ liên quan đến bốn cái sinh hoạt hàng ngày, đó là cái ăn mặc ngủ nghỉ, ăn mặc chỗ ở và ngủ nghỉ. Đấy là bốn cái. Thì cái hạnh thứ nhất đó là mặc y phấn tạp để đối trị với lại cái người mà tham đắm về cái y phục, không bị dính mắc, không bị trói buộc, không bị rộn ràng bận rộn cất chứa hay là đi tìm kiếm y phục. Cái hạnh thứ hai là cái hạnh ba y, tức là chỉ dùng ba tấm y là đủ để sử dụng cho cái việc mặc hàng ngày. Cái hạnh thứ nữa là hạnh khất thực, tức là sống bằng cái đời sống xin ăn. Thôi thì chỉ có cái người nào có cái tâm muốn cầu đạo giải thoát, người đó mới thực hành các cái pháp Đầu Đà của hạnh. Cái pháp Đầu Đà của hạnh là cái pháp dành cho những cái người đang đi tìm cái con đường giải thoát, và cái người đó hoàn toàn từ bỏ cái đời sống thế gian, từ bỏ cái đời sống theo cái lối thế tục, và cái vị đó cũng từ bỏ luôn tất cả những cái sự nghiệp làm ăn buôn bán lợi nhuận hàng ngày, và để nuôi thân thì cái vị đó sống bằng cái đời sống khất thực, và những cái hạnh khất thực từng nhà, khất thực rồi cũng không có phân biệt nhà giàu nhà nghèo mà khất thực tất cả các mọi nhà. Hạnh thứ năm là hạnh ngồi ăn một lần, gọi là nhất tọa thực. Hạnh thứ sáu là ăn bằng bát. Hạnh thứ bảy là không để dành đồ ăn. Hạnh thứ tám là ở rừng. Hạnh thứ chín là ở gốc cây. Hạnh thứ mười là ở giữa trời. Hạnh thứ 11 là ở nghĩa địa. Hạnh thứ 12 là nghỉ ở chỗ nào cũng được. Và hạnh thứ 13 là hạnh ngồi không nằm. Đấy là tất cả những cái hạnh Đầu Đà là gồm có 13 cái hạnh như vậy. Thì tất cả những cái hạnh nó đều có những cái ý nghĩa phần đó, mỗi cái hạnh nó có những cái ý nghĩa khác nhau. Bây giờ sẽ đi học tất cả các cái hạnh. Cái hạnh nào nó cũng có ba bậc, bậc thường, bậc trung và bậc thượng. Như là mình khổ hạnh ở cái mức độ vừa vừa, có những người khổ hạnh ở cái mức độ rất là cao, nó là bậc thượng. Có những người khổ hạnh ở cái mức trung bình, nó là bậc trung. Có những cái người khổ hạnh ở cái mức rất là vừa phải thì nó là bậc thượng. Hôm trước học hạnh thứ mấy rồi? Hạnh Đầu Đà thứ mấy?
thứ ba hả? Hết cái hạnh thứ ba rồi này. Ngày hôm nay sẽ học đến hạnh Đầu Đà thứ bốn, đó là hạnh khất thực từng nhà. Hạnh thứ ba là cái hạnh khất thực, tức là sẽ vì đó nuôi sống cái mạng của mình bằng cái đời sống khất thực. Vậy cái người khất thực có nghĩa là cái người đó là cái người không có cái kế sinh nhai, tức là mình không có một cái nghề nghiệp để thu nhập gì hết. Vậy thì bởi vì một cái người muốn chuyên tâm thực hành pháp, và cái người thực hành cái hạnh Đầu Đà này là dành cho những người đang thực hành pháp. Có ba hạng người có thể thực hành cái hạnh Đầu Đà. Thứ nhất là cái người thực hành thiền, đang thực hành thiền, thì cái thực hành về cái hạnh Đầu Đà nó hỗ trợ cho cái người đó thực hành thiền đạt được kết quả một cách nhanh chóng nhất, kể cả thiền định hay thiền tuệ cũng vậy. Và có những người ta thực hành, người ta tu tập đã hoàn thành cái phận sự của một vị sa môn, đã thực hành xong rồi, thì cái người đó mà thực hành cái hạnh Đầu Đà là cái người đó đang muốn làm gương cho hậu thế, là để lại cái tấm gương cho đời sau. Hoặc là cũng có những cái người không có thực hành thiền mà vẫn thực hành cái hạnh Đầu Đà để tạo những cái thiện nghiệp, để tích lũy những cái công đức và để sống cái đời sống thiểu dục tri túc. Thì tất cả những cái hạng người đấy thực hành cái hạnh Đầu Đà đều có lợi ích cả. Hoặc là có những cái người có thể thực hành được hạnh Đầu Đà, có những người không thể thực hành được hạnh Đầu Đà. Những cái hạnh Đầu Đà này dành cho những cái người phải có nhiều cái yếu tố, như là người nam thì có thể là một vị tỳ kheo thì có thể thực hành được hết tất cả các cái hạnh Đầu Đà này. Nhưng là một cái người nữ thì chỉ thực hành được đến 8 Đầu Đà thôi. Liên quan đến chú xứ thì người nữ không có thực hành được. Tất cả những cái hạnh nào mà liên quan đến chỗ ở, bởi vì người nữ không được ở độc cư, không được ở một mình, mà phải ở cái nơi mà có những cái người bạn đồng tu, còn người nam thì có thể thực hành được. Đấy, vậy thì những cái hạnh này nó có thể áp dụng với những từng người khác nhau. Như là cái hạnh khất thực ấy, thì có cái hạnh là đi xin ăn, tức là cái người đấy không là một cái người xuất gia, thì không có làm bất cứ một cái nghề nghiệp nào của người tại gia, mà cái sự nghiệp của vị đó là sự nghiệp giới định tuệ, lấy cái giới định tuệ làm sự nghiệp, hay là duy tuệ thị nghiệp, tức là cái sự nghiệp tu tập đi đến giải thoát. Và cái vị này nuôi sống mạng của mình bằng cái sự ăn xin hàng ngày. Và trong cái đời sống khất thực cũng vậy, không có cái sự lựa chọn. Cái sự mà đi khất thực thì có những cái người sẽ thích đến những nhà giàu để khất thực, có những người thì thích đến những nhà nghèo để khất thực. Và cái thời Đức Phật đã có những tỳ kheo như vậy. Có những tỳ kheo thì có cái quan niệm rằng là những cái gia đình mà nghèo thì sẽ không có đủ điều kiện để bố thí, cho nên là đến hóa duyên với những cái gia đình khá hơn. Có những cái vị tỳ kheo thì có cái quan niệm rằng là ở những cái gia đình mà nghèo là do người ta không có cái cơ hội để bố thí. Nếu bây giờ tạo duyên cho người ta được cái cơ hội bố thí thì người ta sẽ thoát được cái sự nghèo khổ này ở trong tương lai. Còn nếu như cứ để cho không có tạo cái nhân duyên cho người ta được tạo phước thì đời sau người ta vẫn tiếp tục nghèo khổ. Cho nên có những vị thì có cái lòng đăn mẫn thương tưởng những gia đình nghèo và thường xuyên đến để khất thực ở những gia đình nghèo. Và khi mà sự việc này được phản ánh đến Đức Thế Tôn thì Đức Phật đã giáo giới đến tất cả các tỳ kheo là khi mà đi khất thực thì cần phải có cái tâm bình đẳng, khất thực từng nhà một, từng nhà một, không có được phân biệt nhà này giàu, nhà kia nghèo, mà cứ đi vào lần lượt từng nhà. Và khi mà một vị tỳ kheo khất thực ấy, đến khất thực ấy, thì không có giống như một cái người ăn xin chẳng hạn. Một người ăn xin thì người ta đến, người ta sẽ cho tôi xin bát cơm, cho tôi xin bát cháo. Nhưng mà một cái vị mà thực hành pháp ấy, đi xin ăn ấy, là chỉ đến đứng im lặng thôi, đứng trước cửa nhà và im lặng.
im lặng vì ôm cái bình bát ở trên tay, cho nên là cái người thí chủ người ta sẽ tự hiểu, tự hiểu là vị này là cái vị đang đi khất thực, đi xin ăn. Thì cái vị thí chủ đấy, vị ấy có thể mời ngài hãy vào trong nhà chờ đợi, hoặc là vị thí chủ đó có thực phẩm sẵn thì nhớ ngài hãy dừng chân và chờ đợi, thì tôi sẽ mang vật thực ra để cúng dường. Còn nếu như thí chủ nào mà không có điều kiện cúng dường thì vị thí chủ đấy sẽ nói rằng xin mời ngài hãy qua nhà, sẽ qua tới một nhà khác thì mời cái vị thí kheo đó đi. Hoặc là vị thí kheo đó đứng ở đấy nhưng mà thí chủ có thể không hiểu hay là không bố thí nhưng cũng không nói gì, thì đứng im lặng một chút xíu, có thể là vài phút, sau đó rồi lại bước chân đi đến một nhà khác. Nhưng khi nào có được cái sự mời hay là được cái sự dâng cúng thì vị đó tiếp nhận. Vậy thì khất thực từng nhà, và cái vị đó, mỗi một vị trong 13 cái hạnh đầu đà này là những cái hạnh không bắt buộc. Đây là những cái pháp mà của những cái vị nào tinh tấn muốn thực hành thì vị đó thực hành để hỗ trợ cho cái thiện pháp, thiện nghiệp, cho tất cả những cái thiện pháp của mình thôi. Cho nên là ai có thể thực hành được thì thực hành theo, và tất cả những sự thực hành này đều do sự tình nguyện. Và vị đó có thể phát nguyện trước Đức Phật, trước một vị thánh tăng, hay là trước một vị có pháp học cao như một vị tam tạng, nhất tạng, nhị tạng, hay là trước một cái vị tu khổ hạnh khác, hoặc là không có ai thì vị đó có thể phát nguyện trước một ban thờ Phật, trước một bức ảnh Phật. Vị đó có thể phát nguyện trước trong thầm, ở trong tâm mình giữ cái hạnh đầu đà đó. Thì cái hạnh thứ tư này được phát nguyện bằng một cái câu là tôi theo hạnh khất thực từng nhà, tôi nguyện theo hạnh khất thực từng nhà. Tức là vị đó phải có cái lời phát nguyện là con xin nguyện phát. Nếu mà đứng trước ban thờ Phật hay một vị có cái đức hạnh cao hơn thì vị đó sẽ phát nguyện rằng là con xin phát nguyện giữ cái hạnh, tu thực hành cái hạnh khất thực từng nhà. Và từ đó vị đó sẽ thực hành cái hạnh khất thực từng nhà. Nhưng mà đến một lúc nào đó vị này mà chọn nhà này nhà khác, chọn nhà này bỏ nhà kia, thì lúc đấy cái giới này nó bị phá vỡ. Còn ngày nào vị đó còn cứ bình đẳng đi lần lượt từng nhà thì vị đó đang giữ cái hạnh thứ tư. Cái hạnh này cũng có ba cấp bậc, cái ba cái mức độ, cái mức độ bậc thượng hay là còn gọi là cấp 1 là không nhận đồ ăn mang đến mà đến từng nhà xin ăn. Ở cái cấp 1 này là cái vị này mà đã phát nguyện thực hành cái hạnh này rồi, thì nếu mà có người khác người ta mang đến tận cái chỗ trú xứ của vị đó người ta dâng cúng, vị đó sẽ từ chối. Vị đó sẽ từ chối mà vị đó phải đích thân đi đến từng nhà để xin cơm. Tức là vị đó sẽ không nhận những cái đồ mà người khác mang đến cúng dâng trực tiếp, là vị đó không nhận. Đấy, hoặc là có người đến thỉnh mời, vị đó cũng sẽ không nhận cả lời thỉnh mời. Là thỉnh mời bằng ngày mai mời ngài đến nhà con để dự trai tăng, là vị đó thì không có nhận lời. Hành cái hạnh này nó sẽ hơi cái cao hơn các cái hạnh khất thực bình thường. Đó là vị đó không có nhận trước, không có tích chữ, không có nhận lời thỉnh mời, không có nhận cái thực phẩm mà người ta mang đến cho mình, mà vị đó sẽ mỗi một ngày là một ngày tự đi xin ăn, mỗi một ngày và đi xin từng nhà một. Cấp thứ nhất. Cấp 2 có nhận đồ ăn mang đến trước và sau nhưng không ngồi đợi. Đấy là ở một cái mức độ khác hơn thì vị đó có thể nhận những cái đồ mà người ta mang đến trước hoặc là mang đến sau. Nhưng mà chỉ có mang đến trước là mang đến trong cái ngày hôm đấy. Đấy là ở cái mức độ cao hơn. Nhưng mà nếu mà có người bảo là mời ngài ngồi đây đợi thì vị đó sẽ không nhận cái lời đợi đấy, mà vị đó cứ dạo bước đi từng nhà. Ở cái mức độ cấp 3 là ngồi đợi đồ ăn mang đến trong ngày hôm đó. Đấy là ở cái mức độ thấp nhất là có thể ngồi.
tức là vị đó sẽ nhận đồ ăn mang đến và có nhận những cái ví dụ đến nhà nào, và nếu mà mời vị đó chờ đợi, vị đó sẽ chờ đợi, thì đều được cả. Ba cái mức độ này đều được cả. Nếu mà một người khắt khe thì không có đợi, cũng không có nhận những cái đồ mang đến. Nhưng mà một cái người ở mức độ bậc trung thì nhận đồ, nhận những cái người mang đến nhưng không có ngồi đợi. Còn ở cái mức mà bậc hạ, tức là mức thấp nhất, thì vị đó sẽ vừa đi phát thực từng nhà, vừa đợi cái người khác mang đến và có thể nhận cả cái đồ mang đến và ngồi đợi người đó. Nếu như có cái người mời ngồi đợi thì vị đó đợi. Cái mức độ cấp 3 tìm là ở trong một cái hạnh khất thực từng nhà. Và cái lợi ích của cái pháp này, nó sẽ là một người luôn luôn là một người khách tại các gia đình, tức là vị đó luôn luôn là một cái người khách. Như một bát cơm ngàn nhà, thân du muôn dặm xa, chỉ vì đường sinh tử mà đi hóa độ, mà vị đó đi khất thực suốt cuộc đời này, luôn luôn là một cái người khách, tức là vị đó không có thường xuyên đến một nhà. Ví dụ trong cái giáo pháp của Đức Phật thì có những cái người thí chủ, người ta có thể hộ độ cho một vị tỳ kheo, hay là cho một cái ngôi chùa hay một nhóm tỳ kheo trong một cái thời gian dài. Có thể là có những thí chủ vị đó sẽ là một cái người hộ độ cho một vị tỳ kheo đó suốt đời, và ngài cứ tu suốt đời này, tất cả những vật dụng con sẽ cúng dường tất cả thứ vật dụng, hoặc là cúng dường về vật thực, hoặc là có người sẽ mà con sẽ hộ độ cho ngài 3 năm, hoặc là 1 năm, hoặc 3 tháng, hoặc 1 tháng, hoặc 1 tuần, hoặc 1 ngày. Đấy. Còn đối với những cái người mà thực hành cái hạnh thực khất thực từng nhà này, thì vị đó sẽ khước từ tất cả những cái lời thỉnh mời đó. Vị đó không có nhận lời những cái lời thỉnh mời đó. Mỗi một ngày là một cái ngày đi xin ở một cái những cái nhà khác nhau, không có hẹn trước, không có cái sự chuẩn bị trước. Vị đó có thể là bất ưng đến hôm nay đến nhà này, có thể ngày mai đến nhà khác, và không có cái sự chuẩn bị trước gì hết. Và các thí chủ cũng không có biết trước là hôm nay sẽ có một cái vị tu khổ hạnh này đến xin nhà mình. Cho nên là những cái người thí chủ đó sẽ chia sẻ những cái vật thực mà mình sử dụng hàng ngày, chứ không có cái sự phân biệt. Đó là hôm nay có một cái vị này đến thì mình cần phải chuẩn bị những cái món đồ như thế này như thế kia. Tức là cái vị đó sẽ luôn luôn đến những người khách nạn tại tất cả các gia đình như vậy. Bởi vì như thế cho nên vị đó có cái sự từ bỏ tham luyến đối với các gia đình, không có sự tham luyến. Vì bình thường thì có những cái thí chủ nào mà có cái tâm tốt, có cái sự hộ độ tốt thì sẽ tạo ra một cái sự dính mắc đối với một số hành giả. Người thí chủ này là một cái người rất là tốt và làm tất cả mọi việc đều chu đáo, và những cái hành giả đấy sẽ dính mắc và thường xuyên tới nuôi đến các gia chủ đấy một cách thường xuyên, không muốn rời bỏ, và tạo thành một cái mối ràng buộc. Nó sẽ tạo thành cái mối ràng buộc giữa những cái hành giả và các cái thí chủ. Và sẽ các cái vị hành giả có thể sẽ nánh xa những cái gia đình người ta có những cái xử sự không tốt, người ta sẽ nánh xa với những cái nhà này có xử sự không tốt, mọi thứ chuẩn bị không chu đáo mà từ nay sẽ không đến nữa. Còn đối với này, chính vì vậy cho nên nó có cái sự phân biệt là thường xuyên qua lại gia đình này và sẽ tránh xa gia đình khác. Còn với cái người mà thực hành cái pháp này thì đó là người có tâm bình đẳng, không bị ràng buộc, không bị dính mắc bởi một cái gia đình nào, và không có từ chối, không có xa lánh những gia đình nào. Đấy là cái lợi ích của cái pháp này, đi đến từng nhà một vậy, nhà nào cũng đến, không dính mắc với nhà tốt nhà xấu.
Lợi ích nữa là tránh sự lệ thuộc, tránh sự lệ thuộc vào một gia đình. Nếu bây giờ mà có một cái người nào đấy, người ta hộ độ về mọi mặt cho một cái hành giả đấy, thì cái hành giả đấy sẽ bị lệ thuộc, lệ thuộc vào cái gia. Nếu như bị luôn luôn sống lệ thuộc vào một cái gia chủ, thì sau này những cái hành giả đấy sẽ rất là khó, sẽ rất là khó xử sự. Cái gia chủ đấy có một cái việc gì thì cái việc đấy cũng giống như phải là một cái việc của mình, và lúc nào mình cũng có cái sự bất an lo lắng, bất an lo lắng là biết là hôm nay mình làm cái việc này khỏi làm mất lòng cái gia chủ đấy không, mất lòng gia chủ đấy ngày mai người ta không hộ chỉ cho mình nữa thì không biết là đời sống của mình sẽ ra sao. Nó sẽ tạo ra một cái sự bất an. Thì cái sự lệ thuộc vào một gia đình, vào một thí chủ sẽ làm cho những cái hành giả đó mất đi cái sự tự do tự tại, và cái sự sống tự do tự tại thì cái người đó phải có cái tâm bình đẳng đối với tất cả các gia chủ, không thích thú trong sự mời, trong sự cái mời mọc trước. Hoặc là có những cái người thì luôn luôn mong ngóng mai sao có người này mời, mai kia có cái người khác mời, và luôn luôn thích thú được đi dự các cái trai tăng pháp hội như vậy, và cứ mỗi khi có người mời là biết rằng mình sẽ là khách. Thì khi mà có một cái sự thỉnh mời thì người ta sẽ có cái sự sắp đặt chu đáo, sắp đặt chu đáo, thì cái người đó sẽ được hưởng những cái rất là thỏa mãn, rất là thỏa mãn. Và đấy cũng là một cái nguyên nhân làm cho cái tâm tham nó sinh khởi. Vậy thì cái người thực hành cái pháp này là không có cái sự chủ động, luôn luôn là cái người có sao dùng vậy, không có cái khởi cái tâm tham lên trước, không mong đợi được người mang đồ đến, không có mong đợi gì. Hoặc là nếu mà bây giờ một cái người mà luôn luôn có cái sự là ngồi một chỗ và được mọi người mang đồ đến, thì cái người đấy cũng sinh ra cái tâm mong đợi, biết hôm nay có cái nhóm nào mang đến thì mai biết có cái nhóm nào mang đi. Vì có cái sự mong đợi như thế là cái tâm tham nó cũng sinh khởi, tâm tham nó sinh khởi đi. Còn với cái người mà ngày nào cũng hôm nay biết ngày nay, ngày mai biết ngày mai, thì cái người đó không bao giờ có cái tâm nghĩ đến những cái đồ ngày mai mình sẽ được cái gì, ngày mai mình sẽ có cái gì, có người này người kia mong đến, không có cái sự hồi hộp mong chờ. Và cái người đó đấy mới là một cái người có cái hạnh thiểu dục, người đó sẽ thành tựu được cái pháp là thiểu dục chi túc. Đó là một cái sự lợi ích của cái pháp đi khất thực từng nhà. Tiếp theo là khổ hạnh thứ năm, nhất tọa thực. Nhất tọa thực có nghĩa là ngồi một lần, ăn thì chỉ ngồi một lần. Cái người mà thực hành cái pháp này cũng sẽ phát nguyện, con xin nguyện thọ trì hạnh nhất tọa thực. Mình có thể phát nguyện trước bất cứ một cái, như thời Đức Phật thì phát nguyện trước Đức Phật, hoặc là trước một vị thánh tăng, hoặc trước một vị tam tạng, hoặc trước ban thờ Phật, hoặc trước một vị đang thực hành pháp khổ hạnh khác. Mình nguyện như vậy và mình sẽ thực hành cái pháp như thế. Thực hành cái pháp này là khi mà đã nguyện cái pháp này, khi mà đã ngồi vào để thọ thực rồi, thì cái người đó sẽ đứng lên khi mà đã thọ thực xong. Chứ khi mà đã đứng lên rồi thì sẽ không ngồi xuống để thọ thực nữa, chỉ có ngồi thọ thực một lần mà thôi. Cho nên là những cái vị mà thực hành cái pháp này là vì đó phải rất là cẩn thận và chu đáo trước cái lúc thọ thực. Trước cái lúc thọ thực vì đó phải chuẩn bị rất là cẩn thận, vì đó phải biết là mình cần những cái gì, cần những cái gì trước khi thọ thực. Ví dụ các cái vật thực là cần phải được cắt nhỏ ra, những cái gì cần bóc vỏ thì phải bóc vỏ trước luôn, chứ không có đến cái lúc đấy rồi đi kiếm cái đồ khác để mà cắt bỏ vật thực hay gì. Phải bóc bỏ những cái vỏ nọ kia ra thì nó bất tiện, khi đã đứng lên rồi là vì nó sẽ không ngồi
xuống nữa, đã đứng lên coi như là vị đó sẽ đã thọ thực xong. Vị đó chỉ ngồi một lần, chỉ ngồi thì cái sự thực hành này có cũng có ba mức độ. Mức độ thứ nhất là vị đó sẽ không dùng thêm những cái gì mà mình đã lấy một lần ở trong một cái bát, tức là vị đó sẽ chỉ có lấy tất cả những cái vật thực mà đủ cái lượng mình dùng ấy, vào trong một cái bát. Và khi mà thường thường và ở những cái pháp hội nào đấy, hoặc là có những cái nơi mà đang dùng ấy, có những cái người người ta sẽ đến người ta tiếp thêm, người ta tiếp thêm nữa, thì cái vị này với cái tâm thiểu dục chi túc, vị này không có nhận thêm bất cứ cái gì cả, vị đó sẽ từ chối tất cả những cái gì mà sẽ được dâng thêm lên, không dùng thêm những gì mà đã lấy. Đã lấy ví dụ như là vị đó đi bát một lượt và vị đó lượng đủ cái nước mình dùng rồi, vị đó lấy bỏ vào trong bát, thế là xong. Khi mà đi tiếp thì có người muốn đặt thêm bất cứ một cái gì thì vị đó không có dùng thêm nữa, không lấy thêm bất cứ một cái gì. Vậy thì cái người này sẽ chấp nhận dùng tất cả những cái gì để hỗn độn với nhau cũng được, không nhất thiết là phải để riêng ra từng cái. Ở mức độ cấp 2 là có thể nhận thêm nếu trong cái bình bát nó chưa hết, có thể nhận thêm. Tức là khi mà vị đó mình đang dùng chưa xong, đang dùng chưa xong mà có người tiếp thêm thì vị đó có thể nhận thêm. Nhưng mà khi mà đã dùng hết rồi, trong bát đã hết rồi thì không nhận thêm nữa. Tức là ở cái mức độ cấp 2 là có thể nhận thêm. Nhưng ở cái mức độ thứ 3 thì có thể dùng đến khi nào rời chỗ. Vậy thì thực hành cái pháp này nhất tọa thực có nghĩa là vị đó luôn luôn ngồi, ngồi ở đấy dùng, không có đứng dậy. Đấy. Hoặc là có người đến tiếp thêm vẫn có thể dùng cũng được. Hoặc là có người mà khắt khe thì người ta không có dùng thêm. Và có những cái người ở cái mức độ bậc trung thì người ta có thể dùng ở cái lúc mà trong cái bát nó chưa hết. Và có những cái người ở cái người ta thực hành cái pháp đấy ở cái mức độ bậc thường nữa. Ở cái mức độ bậc thường thì người ta sẽ dùng cho đến khi nào đủ thì thôi, người ta sẽ rời khỏi chỗ thì người ta mới không dùng được. Vậy thực hành pháp có mỗi người có một cái khả năng thực hành khác nhau, mỗi người có thể giữ gìn những cái pháp. Có những cái người thì giữ cái pháp rất là chi tiết, rất là thận trọng. Có những cái người thì ở cái mức vừa phải, cũng giữ gìn những cái giới pháp đấy ở cái mức vừa phải. Có người thì giữ gìn cái giới pháp đấy ở cái mức độ bình thường, trung bình. Nên là mỗi người có một cái khả năng giữ gìn cái pháp khác nhau. Nên là khi mà hành pháp có cái sự khác nhau giữa người này với người khác, miễn là các vị đó không có chỉ trích nhau nữa. Cái lợi ích của cái pháp này đó là ít bệnh, ít não, thân thể nhẹ nhàng, ít bệnh, ít não. Ít bệnh ở đây có nghĩa là vị đó không có ham hố về cái chuyện ăn, nó cũng bị bội thực, ăn nhiều quá thì nó bị thừa chất, nó sinh ra béo phì. Bởi vì con người nó có rất nhiều những cái bệnh mà do những cái thức ăn nó tạo ra. Có bốn cái nguyên nhân sinh ra bệnh, thì trong đó có một cái bệnh là do ăn thiếu nó cũng có bệnh, nhưng mà ăn thừa nó cũng có bệnh. Còn cái người ăn vừa đủ như vậy thì lúc nào cái ăn nó cũng ngon. Còn cái người mà ăn nhiều quá đến lúc ăn không còn cảm nhận được cái vị ngon, thừa, nó không trong bộ tiêu hóa, nó không có lọc hết tất cả những cái dinh dưỡng, nó bài tiết ra những cái mà nó chưa có lọc hết, thì nó cũng chỉ là uổng phí. Cho nên cái người này là cái người tận dụng được tất cả những cái dinh dưỡng của những cái vật thực mà đã được ăn vào trong bao tử, cho nên rất là ít bệnh, ít có cái phiền não về cái chuyện ăn uống. Bởi vì trong cái
trong cái sự thọ dụng về vật thực ấy, rất nhiều người sinh ra cái phiền não. Phiền não là phải lựa chọn món này là phù hợp, món kia không phù hợp. Nó tạo ra cái sự phiền não cho chính bản thân vị đấy và tạo ra cái sự phiền não cho những người phục vụ cho vị đấy. Người phục vụ sẽ luôn luôn lo lắng không biết là dùng cái món này vị đó có dùng được không, cái món này vị có phù hợp không, món kia có phù hợp không, và rất là bất an. Còn đối với lại những cái người chi túc như vậy thì rất là dễ dàng, dùng cái gì cũng được. Đấy, nó không có cái sự phiền não, không có nhìn thấy cái món này ngán, ăn không được kêu ca phàn nàn. Phàn nàn cái người này phục vụ cũng phiền não thay, phiền não theo. Đấy là cái sự ít bệnh, ít não, thân thể thì được nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là không có nặng nề. Mình dùng quá mức thì nó nặng nề. Thân thể nhẹ nhàng có nghĩa là cái vị đó có một cái rất là nhẹ ký, nhẹ nhàng, không có bao giờ bị dư mỡ, vị đó không bao giờ phải đi hút mỡ. Vì cái dưỡng chất nó chỉ đủ để nuôi thân. Giống như là Đức Phật thời ngày xưa thì mỗi ngày Đức Phật chi túc bằng cái cách là để một cái bát hạt mè ở bên cạnh, và mỗi ngày ngày đưa cái tay ra ngày nắm hạt mè đấy và ngày bỏ vào trong miệng. Bỏ vào trong miệng và một ngày hôm đấy ngài chỉ sống bằng một cái nắm hạt mè. Chỉ, trong 6 năm tu khổ hạnh thì chỉ ăn như vậy. Đấy là cái sự chi túc về cái sự ăn đến cái mức độ như vậy. Nên ở trong cái sự khổ hạnh này đó là ăn một bữa một lần, không có nhận thêm, nhưng mà Đức Phật thì không có nắm đến nắm thứ hai. Chỉ dùng một cái nắm thứ nhất vậy là xong. Cho nên là cái thân thể của Đức Phật chỉ còn lại da bọc xương, nhẹ một cơn gió có thể bay, thân thể nhẹ nhàng như vậy, có sức khỏe. Không phải là cái người mà thân thể mập mạp béo tốt mới là người khỏe, mà cái người mà gầy gầy xương xương, gân cốt mới mạnh mẽ, mới khỏe, có sức khỏe. Mà cái đời sống an vui, không có não phiền. Những người ăn nhiều thì sẽ ngủ nhiều thì các cái căn nó ám độn, và cái người đấy thì sống nó có nhiều cái phiền toái do cái vật thực nó tạo ra cái sự hôn trầm, tạo ra những cái tham dục, nó tạo ra rất là nhiều cái tức tối buồn phiền. Còn cái người mà không có quan tâm gì đến cái chuyện ăn uống cả thì cái người đấy thân tâm nó rất là nhẹ nhàng, thân nhẹ tâm an, nên cái đời sống nó được an vui. Đó, cái lợi ích nữa. Và cái vị đó có cái lợi ích là không phạm các học giới về cái chuyện thọ vật thực này. Những cái học giới liên quan đến vật thực nó rất là nhiều. Trong các cái oai nghi, những cái 70 năm cái oai nghi, cái pháp học nói về cái chuyện ăn rất là nhiều. Nhưng là vị đó ăn này không có được phùng mang trợn mắt này, không được ăn phòng bá nên không được nhai sột, không được nhặt những cái rương, những cái hột rơi này ăn, không được nếm bát này, đủ các cái mà liên quan đến các cái giới học liên quan về cái sự ăn. Tức là cái vị đó phải rất là oai nghi, có cái sự oai nghi về cái chuyện ăn, cái chuyện đi khất thực cũng vậy. Cái đời sống chi túc như vậy thì vị đó sẽ không có phạm những cái lỗi lầm về cái thọ thực, và loại trừ được cái lòng tham vị, không có tham, không có phân biệt về cái ngon hay dở, mặn nhạt không có khen chê, mặn hay nhạt cũng thế, ngon dở cũng không có khen, ngon không có khen mà dở cũng không có chê, không có cằn nhằn, không có bực bội, không có khó khăn, loại trừ cái lòng tham vị như vậy. Và đời sống vị đó là thiểu dục chi túc. Và có cái hạnh thứ sáu nữa, đó là hạnh thọ thực ở trong bát. Thọ thực ở trong bát, hạnh này sẽ được thọ trì bằng con xin nguyện thọ trì cái hạnh ăn trong bát. Ăn một bát vậy mà ăn trong bát cũng vậy. Ăn trong bát tức là vị đó sẽ sắm cho mình một cái bình bát, và cái vị đó sẽ trong cái thời gian mà nguyện thọ giữ cái hạnh này, vị đó chỉ có ăn ở, vị có chỉ có thọ thực ở trong bát thôi,
Nhưng một người mà dâng một cái mâm cốc chén lên thì nó sẽ không dùng, chỉ có bỏ vào trong bát thì mình mới dùng. Đây là cái hạnh, hạnh là cái hạnh ăn, hạnh thọ thực ở trong bát như vậy. Và cái vị này thì đi đâu cũng phải mang theo mình bát ấy. Và cái bát giống như một cái bát bất ni thân, giống như một cái con chim có hai cánh. Thì một cái vị hành giả này sẽ có y là một cánh và bát là một cánh thứ hai. Y với bát giống như là một đôi cánh của cái vị đó. Đi đâu cũng phải mang theo, giống như con chim mang theo một đôi cánh của mình vậy. Cái mức độ cấp 1 là trong khi mà họ thực ấy, không được bẻ nhỏ đồ ăn và bỏ ra, loại trừ miệng, thức ăn phải được bẻ nhỏ trước. Đấy là ở cái mức độ này. Thì tất cả những cái đồ cứng hay là những cái đồ gì mà nó to thì vị đó phải bẻ ra trước. Như là không có được cầm cái gì đó mà cắn, dùng răng cắn, nó cũng là một cái khá mất lịch sự. Nhưng vị đó mà dùng khi mà có ăn cái quả ngô thì nó cũng phải lấy cái tay này từng hạt nên nó mới bỏ vào miệng ăn, chứ không được gặm. Tất cả những cái thứ khác cũng vậy, như một cái miếng bánh mì mà thì vị đó phải bẻ nhỏ trước khi ăn. Thì trong khi ăn thì không được cầm cả một cái miếng to, cắn từng miếng. Mà vị đó phải bẻ nhỏ trước để lúc đấy dùng. Nhưng mà loại trừ ví dụ như là trong tất cả những cái thức vật thực ấy, thì vị đó phải bỏ rác trước, bỏ vỏ trước, sau đó là dùng sau. Thì vị đó phải chấp nhận, cái người mà thực hành cái pháp này là phải chấp nhận tất cả các cái loại vật thực khác nhau đều phải hòa trộn với nhau, không có được bỏ riêng. Như là người dùng cái món mặn, món ngọt hay là món canh, món cà ri hay là món gì mà đã chấp nhận thực hành cái hạnh này, có nghĩa là khi mà đi lấy vật thực vị đó sẽ lấy chung vào trong một bát hết, trộn tất cả với nhau mà đi dùng như vậy, chứ không có để riêng cái này riêng, cái kia riêng. Vì vị đó chấp nhận, biết là khi nào nó vào trong bao tử thì nó cũng chung hết, nó cũng nhào trộn với nhau hết, cho nên nhào trộn nó bên ngoài thế thôi. Coi cái bát như là cái bao tử ở bên ngoài vậy. Nhào trộn sẵn sàng ăn tất cả mọi thứ. Cấp 1, cấp 2 thì được bẻ nhỏ cái vật thực trong khi vị đó đang thọ dụng. Nói người tu kỹ thì người ta không có bẻ nhỏ cái vật thực, nhưng mà có những người thì giữ cái mức độ bậc trung thì có thể bẻ nhỏ được. Vậy cái người mà kỹ thì người ta sẽ bẻ nhỏ trước, tức là khi mà ngồi xuống người ta sẽ quan sát trong cái bát đấy có những cái gì cần phải xử lý thì người ta xử lý trước thì người ta mới dùng sau. Nhưng mà cũng có người thì người ta sẽ dùng đến đâu thì người ta sẽ gặp cái gì cần bẻ thì người ta mới bẻ. Và những cái người thực hành cái hạnh này, người ta không khi ăn người ta không có cần dùng muỗng nữa, người ta dùng tay bóc luôn, bóc đồ ăn. Và hầu hết tất cả những cái người Ấn Độ bây giờ người ta vẫn có, thời xưa thì người ta dùng ăn bằng tay, ăn bóc hành chính, bây giờ vẫn còn nhiều người ta dùng như vậy. Các vị sư mà ở bên Miến Điện, người ta vẫn nhiều người ta dùng cái ăn sống bằng cái hạnh này, dùng bát. Mà lại khi mà dùng thì dùng tay bóc hết thì ăn cháo bóc à? Cháo thì bỏ lên húp rồi. Ở cái cấp 3 thì được phép bẻ nhỏ bằng tay hoặc cắn, có thể là cắn được. Người lịch sự thì người ta không cắn, nhưng mà có những người thì người ta có thể, người ta giữ ở cái mức độ bình thường nhất thì người ta có thể bẻ hoặc là người ta dùng răng cắn.
Có những người thận trọng thì người ta không có dùng. Đấy là ở cái mức độ cấp 3. Ở cái mức độ cấp 3 này thì dễ hơn, nó thoải mái hơn một chút, không quá mức độ cấp 1. Những cái lợi ích của cái pháp này đó là trừ khử cái lòng tham vị. Người đắm nhiễm với cái tham vị rất là nhiều. Đấy, trừ khử cái lòng tham cầu nhiều. Đấy, trừ khử tham đối với vị ngon, vị này, vị khác. Có những người luôn luôn phải ưa cái vị, có người thì ưa ngọt, có người thì ưa mặn, có người thì ưa cay, có người thì ưa chua. Có người thì ưa món cái nhiều dầu, có người thì ưa ít dầu, có người thì ưa cái vị mạnh, có người thì ưa cái vị vừa vừa. Mỗi người thì có một cái lòng, có cái khuynh hướng khác nhau. Còn đối với cái người mà thực hành cái hạnh này là người ta bất chấp, tức là sống sẵn sàng chấp nhận bất cứ cái gì cả, không có phân biệt hết, không có phân biệt, miễn là có cái gì cho được vào bụng là được. Không cần biết cái đấy nó vị gì, không cần biết cái đấy nó bổ béo hay nó như thế nào, miễn là có đủ cái để mà nuôi dưỡng cái thân tứ đại này. Thì trong khi mà thực hành thọ thực ấy, bao giờ cũng phải quán chiếu như là thực tưởng ngũ quán. Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thổ kỷ đức hạnh toàn quyết ứng cung, tam phòng tâm ni khóa. Một ví dụ như là có những người thực hành cái hạnh mà ăn phật thực thì vị đó luôn luôn phải quán đến cái công những cái người thí chủ người ta mang đến, cái công đức của mình nó nhiều hay ít để mà thọ dụng. Và luôn luôn phải lo lắng về cái sự mà mắc nợ đối với những người người ta dân cúng. Cho nên là cái người thọ dụng, cái hành giả thọ dụng đấy thì không có cái tâm tham mong cầu nhiều, và dùng giống như chỉ là dùng thuốc để chữa bệnh. Tất cả những cái vật thực vị đó coi như là dùng thuốc để chữa cái bệnh đói khát, thì không phải là hưởng thụ. Vậy cái người thực hành cái hành này có nghĩa là cái người đó trừ khước cái sự tham dục, tham sự, cái sự hưởng thụ. Thì bên ngoài nó có năm cái ngũ dục: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thì cái liên quan đến vật thực thì nó là cái vị dục, thì trừ khử được cái lòng tham vị, cái lòng tham dục về vị, không có tham cầu nhiều. Như con người vậy, tất cả muôn loài vì cái sự miếng ăn mà người ta sẽ làm rất nhiều việc tội lỗi. Người ta sát sinh, trộm cắp kia cũng vì cái chuyện đó. Còn đối với cái người mà người ta không có nặng về cái chuyện này đấy, người ta không tích chữ, không mong cầu, thì người ta cũng giảm bớt được rất nhiều những cái tội lỗi, sống không có lỗi lầm về cái sự đi tầm cầu về cái vật thực. Thấy rõ mục đích và lượng vật thực vừa đủ ấy. Thấy rõ mục đích ta sử dụng cái vật thực này để nhằm vào cái mục đích gì. Như ta thọ dụng vật thực đây không phải để vui đùa đấy, mục đích là vậy, không phải là để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình. Nhưng có những người người ta dùng, người ta phải dùng cái món này thì nó mới đẹp da, dùng cái món này thì nó mới bổ máu, dùng cái món này thì nó mới sáng mắt, dùng cái món này thì mới thông minh. Thì cho nên là người ta mới đi tầm cầu những cái món lạ, những cái món hiếm quý, người ta ca ngợi nhau, ca ngợi cái món này nó quý hiếm lắm, chỉ có nơi này mới có, nơi kia mới có, được dùng một lần thì sẽ sống lâu, sẽ mạnh khỏe, sẽ được nhiều cái sự khác nhau. Đấy là cái đấy là cái sự hưởng thụ của cái người thế gian. Còn cái một cái hành giả
đang đi trên cái đường đi đến giải thoát thì bị đó quán chiếu, ta thọ dụng không phải để vui đùa, tức là không phải là để cho nó thỏa mãn cái vui, để vui thích với cái vật thực đấy, không phải để trang sức, là không phải là để cho cái thân mình nó được trẻ đẹp, không phải là để có sức khỏe như lực sĩ để đi đánh nhau, để đi hơn thua. Có những người mà thọ cái dùng cái món này vào sức khỏe sẽ vô địch, sẽ tranh giành đánh cùng nhau có sức khỏe hơn người, đấy là cũng không cần thiết, mà chỉ để thân này được bảo trì, tức là chỉ để duy trì lại cái mạng sống này nó khỏi bị chết đi mà thôi, và để thực hành phạm hạnh, tức là để có được cái sức lực và thực hành cái pháp, để thực hành cái phạm hạnh để tu tập giới định tuệ, chỉ cần có đủ sức thì nó được cái mục đích là như vậy. Cho nên là dùng vừa cái lượng vật thực chứ không có dùng quá lượng, dùng vừa lượng thôi. Cho nên là những người thực hành cái hạnh này một ngày chỉ dùng một lần cũng là đủ rồi. Ta ngày chỉ một lần cho nên ta thấy ít bệnh, ít não, có sức lực và an trú, có thể an trú ở trong các cái tầng thiền được. Nhưng là cái người thực hành thiền mà ăn càng ít thì sẽ càng có nhiều thời gian để an trú ở trong định. Còn nếu mà dùng nhiều quá là nó mất hết thời gian, bởi vì cái thời gian để mà chuẩn bị cho được một cái bữa vật thực nó mất rất là nhiều cái công lao chuẩn bị. Người đó sẽ luôn luôn bận rộn về cái chuyện thọ thực. Còn cái người mà dùng ít thì đỡ bận rộn thì cái vị đó có nhiều cái thời gian để thực hành pháp, không có bận tâm mang theo song chảo. Một cái nữa, không có bận tâm phải mang theo cái gì hết, đi đâu cũng phải no là không biết phải mang cái gì, mang cái vật thực gì đi theo, không có sợ mà không mang theo, không được bồi dưỡng cẩn thận thì nó sẽ bị suy giảm về nhan sắc, suy giảm về sức lực. Cái người này thì không có bận tâm cái chuyện đó, mang theo vật thực, mang theo trong chảo, mang theo đồ này đồ kia, sống rất là đơn giản. Khổ hạnh nữa, đó là khổ hạnh không có dùng cái đồ tàn thực. Khổ hạnh này được phát nguyện mà con xin nguyện thọ trì không ăn cái đồ tàn thực. Tàn thực tức là không có nhận thêm cái đồ, cái vật thực, không nhận thêm. Nhưng mà khi mà mình đang dùng mà có người khác người ta dùng chưa hết, người ta cho không dùng nữa, hoặc là có người khác đến dâng thêm là không có nhận thêm nữa, để không ăn, không nhận thêm những cái đồ tàn thực. Trong một cái bài kinh Trung Bộ nói về kinh Thừa Tự Phát, Đức Phật đã nói là con đệ tử của ta hãy là người thừa tự pháp, không phải là người thừa tự tài vật. Người thừa tự pháp là một cái người thừa tự giáo pháp của Đức Thế Tôn, đến với Đức Thế Tôn vì giáo pháp của Ngài, chứ không phải là đến với Đức Thế Tôn vì Đức Thế Tôn nổi tiếng, được mọi nhiều người cung kính cúng dường. Cho nên là bây giờ mình sẽ, khi mà ở gần Đức Thế Tôn, mình sẽ được nhiều cái sự cung kính cúng dường, mà chỉ là vì giáo pháp, vì giáo pháp này cho nên là đến với Đức Thế Tôn. Và coi tất cả những cái vật thực là những cái thuốc chữa bệnh, những cái để dùng hàng ngày. Cấp 1 là không có nhận thêm vật thực khi đang dùng miếng thứ nhất. Cấp 1 như vậy. Khi mà đã bắt đầu cho một cái miếng vật thực vào trong miệng rồi, có người dâng thêm bất cứ một cái gì cũng không nhận nữa, vì nó có thể từ chối. Từ chối thì
Vị đó chỉ cần giơ tay lên và xua, ngăn, xua tay thì là cái người dâng đấy sẽ hiểu ý. Chứ vị đó, cái người mà ngăn Phật thực, từ chối Phật thực, không nhất thiết là phải từ chối bằng lời, không nhất thiết phải nói tôi không dùng đâu, không cần phải nói đấy, mà chỉ cần đưa tay lên xua tay, hay là đưa cái bàn tay lên giống như là cái sự ngăn cản, thì cái người khác sẽ hiểu là vị đó không dùng thêm nữa. Ở cái cấp 1 là khi ví dụ như vị đó vừa mới ngồi xuống nhưng mà vị đó chưa có dùng, thì là người khác đến dâng thêm vị đó nhận, nhưng mà khi người đó đã dùng một miếng thứ nhất rồi thì không có nhận thêm nữa, dâng thêm là không có nhận, nhưng vị đó sẽ dùng những cái phần còn lại của trong cái bình bát của mình. Ở cái mức độ cấp 2 thì vẫn cứ học thực sau khi mà đã nói thôi. Vẫn cứ thọ thực sau khi mà vị đó đã dùng đến các cái miếng, tức là vị đó đã dùng được một lúc rồi, đã dùng được một nửa thời gian rồi mà có người dân, vị đó có thể nhận thêm. Cấp thứ 3 thì có thể tiếp tục thọ thực cho đến khi rời chỗ, đó là cái cấp thứ 3. Cái thời mà Đức Phật còn tại thế thì không những chỉ những tỳ kheo đệ tử của Đức Phật mới sống bằng cái hạnh khất thực này, mà cái thời đấy tất cả các cái vị sa môn, những cái vị đạo sĩ sống ngoại đạo, người ta cũng sống bằng cái hạnh khất thực. Đa số các cái vị tu sĩ dù trong của các tôn giáo khác, người ta cũng sống bằng cái hạnh khất thực. Cho nên là cái văn hóa khất thực nó là một cái văn hóa nó rất là phổ thông của Ấn Độ thời bây giờ. Và mỗi một cái tôn giáo có những cái quy định về cái hạnh khất thực khác nhau, và có những mỗi một người người ta có một cái quan điểm về những cái đời sống khất thực. Như Đức Phật thì và các đệ tử thì cũng suốt đời đi khất thực và để thọ nhận cái vật thực đó để nuôi thân và để có cái thời gian an trú ở trong cái pháp hành. Và với một cái lý do nữa, đó là những cái người thực hành về các cái pháp thượng nhân, như là vị đó có giới, có định, có tuệ, thì những cái vị đấy giống như là một cái mảnh ruộng phước điền của thế gian. Nếu như những cái vị đó đi hóa duyên rộng rãi với thế gian thì sẽ tạo ra được rất là nhiều những cái thiện nghiệp, những cái phước báo cho những người thí chủ ở trong nhân gian. Cho nên là Đức Phật rất là tán thán cái hạnh khất thực. Đức Phật suốt đời đi khất thực, các đệ tử của Đức Phật cũng suốt đời đi khất thực. Nhưng mà khất thực thì nó giống như là một con ong đi hút mật hoa. Cái con ong nó đi lấy mật hoa nhưng không bao giờ nó tàn phá những cái bông hoa ấy. Nó lấy mật một cách rất là khéo léo, nó chỉ hút đủ cái lượng mật, sau đó nó sẽ bay đi. Và cái bông hoa có nhiều cái loài hoa, cây cối lại sinh sôi nảy nở được nhờ những cái con ong nó đến hút mật này. Nó có thể thọ phấn cho các bông hoa. Thế thì cái người khất thực cũng vậy, không có làm tổn thương đến những cái người thí chủ, không có làm tổn thương đến về đức tin, không có làm tổn thương đến về cái đời sống tinh thần và vật chất của những người thí chủ đấy. Thế thì Đức Phật luôn luôn phải nhắc nhở những cái người sống cái hạnh khất thực là như thế, phải như một con ong đi hút mật hoa như vậy. Thì cái người khất thực làm như thế thì cái người đấy phải là một cái người dễ nuôi, cái người đấy phải là một cái người chi túc, không có ham hố, không có tầm cầu, không có đắm nhiễm, không có làm cho người khác người ta phiền lòng, không có làm cho người ta mất cái niềm tin. Em có thì cũng thời nào cũng thế, ở đâu cũng vậy, cũng có những cái người thì sống bằng cái đời sống khất thực chân chính, nhưng mà cũng có những cái vị lại sống bằng cái đời sống khất thực không chân chính. Không chân chính đó là vì nó sẽ dính mắc với
ham hố và tầm cầu những cái theo ý thích của mình và làm phiền toái những người khác. Thì khi mà bị làm phiền rồi thì người khác lần sau người ta sẽ lẩn tránh, người ta đóng cửa. Người ta đến nhìn thấy cái hành giả đó đến cửa nhà, người ta bảo gọi nhau nhanh nhanh đóng cửa nhà này. Và người ta sẽ sợ những cái vị sa môn đó. Cho nên là những cái vị sa môn đó sống bằng cái đời sống như vậy, cho nên luôn luôn phải biết thân biết phận mình. Biết thân biết phận là phải rất là thận trọng. Và phải sống bằng cái đời sống nó dễ dãi, nó dễ dàng như vậy, không có đòi hỏi, không có làm khó. Cái mức độ cấp 2 thì sẽ dùng cái mức độ cấp 1 và không nhận thêm xong khi dùng miếng thứ nhất. Cấp thứ 2 thì vẫn có thể nhận thêm sau khi đã dùng tiếp rồi. Cấp thứ 3 thì có thể tiếp tục dùng cho đến khi rời khỏi chỗ thì thôi. Bên ngày xưa ngoại đạo ấy thì người ta đi khất thực, có những cái người ta kiêng, ví dụ như là kiêng chỗ có chó đứng. Nhưng mà bây giờ mà đi khất thực đến nhà nào mà thấy cái con chó nó đứng ở bên cạnh, vì đó sẽ tránh không xin. Bởi vì sao? Sợ con chó nó hết phần. Có những người họ người ta khất thực mà người ta thấy cái chỗ nào có nhiều ruồi bu, người ta sẽ không xin, tại vì sợ mất phần ăn của ruồi. Kiêng cả chỗ có chó đứng, kiêng cả chỗ có ruồi bâu. Người ta sẽ nghĩ rằng nếu như cái thí chủ kia người ta không có cúng dường được ai, người ta sẽ quăng bỏ cái phần vật thực đấy và có cơ hội cho ruồi bu chó ăn. Và không khất thực ở những nơi mà có người đàn bà đang cho con bú, bởi vì sợ mất người đàn bà đó sẽ phải nhịn cái phần ăn của mình và làm cho đứa trẻ nó bị thiếu sữa. Đấy là những cái pháp khất thực của ngoại đạo. Khất thực chỉ một miếng, chỉ hai miếng cho đến bảy miếng, một nhà cho đến bảy nhà. Đức Phật thì không có chế cái hạnh đấy. Cái hạnh khất thực này thì tùy người nào có khả năng thực hành được thì người đó tự phát nguyện thực hành. Và trong cái thời gian bằng như thế nào thì vị đó cũng có thể tự hạn chế cái thời gian cho mình. Không có nhất thiết có vị sống suốt đời như vậy, chỉ sống cái khoảng thời gian nào đấy trong cái hạnh này thôi. Cái lợi ích của cái hạnh này là không có nỗi liên hệ đến cái đồ ăn, đến cái đồ ăn tàn thực, không có nỗi nào, và không có bị bội thực, không có bội thực. Cái người mà dùng ngày một bữa dễ bị bội thực lắm. Bởi vì nhịn nhiều nó đói nhầm đến lúc mà có cái đồ ăn mà nó hợp với mình, cố gắng ăn cho thật nhiều hay là bị bội thực, giống như một cái người đang đói gặp được. Có người chi túc thì chỉ vừa vừa thì không bị bội thực, không cất giữ, không có tích chữ, không cất giữ cái vật thực. Không tìm kiếm thêm, là dùng bấy nhiêu là đủ rồi, không có tìm kiếm thêm. Thì cái người đó sống bằng cái hạnh thiểu dục chi túc, không có tìm kiếm thêm. Đấy là tất cả những tất cả những cái giới mà nó liên quan đến vật thực, liên quan đến đồ ăn tàn thực. Thì nói chung là mấy cái khổ hạnh liên quan đến y phục. Người bị đó chỉ mặc y phục đủ để che thân là được. Liên quan đến vật thực thì bị đó chỉ dùng cái vật thực để đủ để nuôi sống cái thân này. Những người thực hành những cái pháp đầu đà thì nó là những cái pháp nó rất là cao, nó rất là khó thực hành. Bởi vì nó khó như thế cho nên những người thực hành những cái pháp này, người ta không có sinh ra lòng tham với pháp, người ta không sinh ra lòng tham đối với các vật dụng, chi túc ở trong các vật dụng. Cho nên là những cái người mà thực hành cái pháp đấy, người ta sẽ có thể thực hành
được những cái pháp thiền một cách rất là dễ dàng, không có khó khăn, không có phí sức, không có mệt nhọc thực hành thiền. Nên người nào mà muốn thực hành thiền thì có thể thực hành. Mà những cái pháp này có những người thực hành thì nó phù hợp thì thực hành, mà thấy nó không phù hợp thì thôi. Hoặc là thực hành thử một thời gian mà thấy cái pháp thiền của mình nó tiến bộ thì cứ tiếp tục thực hành. Mà thực hành một thời gian thấy cái pháp thiền của mình nó thối nuôi, nó có những cái người sẽ không phù hợp với cái pháp khổ hạnh thì vì đó cũng thôi. Cái pháp này nó chỉ là cái pháp hỗ trợ cho cái pháp hành. Một là nó sẽ hỗ trợ cho cái pháp hành của những cái vị thực hành cái pháp này. Hai nữa là sẽ làm cho cái vị này giảm bớt được cái tâm năng xăng, cái tâm tham cầu, và làm cho những cái người khác người ta tăng trưởng cái đức tin của những cái người xung quanh. Những người thực hành pháp mà sống một cái đời sống đơn sơ giản dị như vậy thì sẽ cảm hóa được những người xung quanh, cảm hóa. Chứ những cái người mà tham đắm nhiều thì làm cho những người khác người ta không có niềm tin cao, và những người sống đơn giản thì dễ gây được cái niềm tin với mọi người. Và cái vị đó cũng sẽ làm được những cái gương lành cho đời sau, và thực hành được cái pháp này thì làm cho giáo pháp cũng được tồn tại được lâu dài, thì người ta cảm phục những cái đức tính, những cái đức hy sinh, những cái đức nhẫn nại, những cái đức tinh tấn của những người thực hành những cái pháp này. Những cái pháp này nó đều là những cái pháp, đều là những cái thiện pháp cao thượng. Thì khác với lại những cái người người ta thiếu thốn ở ngoài thế gian, cái người thiếu thốn là do những cái người mà người ta kém phước, người ta sống, người ta không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà ở, nhưng mà trong tâm của họ không có thiểu dục, trong tâm họ vẫn đầy dẫy dục, họ vẫn tham cầu, họ vẫn bị nhiễm ô. Còn những cái người mà tình nguyện sống bằng cái hạnh này, có nghĩa là người đó là người trừ diệt cái tâm tham, cái tâm tham đắm, cái tâm tham ái, cái tâm. Cho nên cái người sống bằng cái hạnh này là cái người cái tâm của cái vị đó không có dính mắc, cái tâm người đó rất là tự tại, cái tâm người đó rất là cao thượng. Nên nó khác với những cái người ở thế gian. Vì có thể là có những cái vị vua người ta sẵn sàng từ bỏ tất cả những cái dục lạc của một vị vua để trở thành một cái người sống khổ hạnh như thế này, giống như là Thái tử Thật Đạt Đa này, mà rất là nhiều vị khác đều có thể sống như vậy. Và nhờ cái hạnh này mà người ta sẽ thành tựu được những cái thánh quả giải thoát. Bởi vì ở thế gian thì những cái pháp ở thế gian nó có vị ngọt, cho nên là nó làm cho nhiều người bị đắm nhiễm. Nhưng mà cái người có trí tuệ thì thấy luôn được cái trong cái vị ngọt đấy nó có cái sự nguy hiểm. Và cái người không có trí tuệ thì không thấy được cái sự nguy hiểm trong những cái vị ngọt của những cái dục trần ở thế gian. Người ta chỉ thấy được vị ngọt và người ta đắm nhiễm với vị ngọt đấy. Còn người có trí tuệ thì thấy được cái sự nguy hiểm, cho nên vị đó nhàm chán. Vị đó nhàm chán đối với những cái tham dục của thế gian. Do vị đó nhàm chán cho nên vị đó ly tham, vị đó đoạn diệt, vị đó từ bỏ. Cho nên vị đó mới có thể thành tựu được những cái chánh trí và có thể chứng ngộ được niết bàn. Thì cái pháp đầu đà này học đến pháp thứ sáu. Pháp thứ sáu đó là liên quan đến cái y phục và liên quan đến vật thực. Còn cái pháp mà liên quan đến chỗ ở và liên quan đến cái hạnh ngồi thì sẽ học ở buổi sau. Thế cho mọi người làm hồi hướng. Idam me puja asavapasam